Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thơ. Chúng đã tìm hiểu về rất nhiều những cuộc khởi nghĩa lẫy lừng của dân tộc. Tuy nhiên, vô tình vì thế mà quên đi những diễn biến khác cũng là một phần quan trọng của lịch sử. Có bao nhiêu quý vị đã từng nghe về cuộc khởi nghĩa Phan Xích Long? Phan Xích Long là một trong những ông đạo ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20 dám đứng lên chống chính quyền đô hộ của thực dân Pháp. Nhưng điều đặc biệt nhất có lẽ là việc một người Việt đã dám kéo binh về Sài Gòn cướp chính quyền chỉ với những con người tay không và niềm tin về chủ tướng. Cuộc khởi nghĩa Phan Xích Long diễn ra như thế nào? Đừng bỏ lỡ những thông tin có trong video ngay sau đây trên kênh Việt Sử Toàn Thơ. Trước khi đến với diễn biến của khởi nghĩa, hãy cùng tìm hiểu xem Phan Xích Long là ai. Phan Xích Long sinh năm 1893, mất năm 1916. Tên thật là Phan Phát Xanh Tự Lạc, là người tự xưng là Đông Cung Thái Tử, con vua Hàm Nghi, tự phong là Hoàng đế và được tôn làm thủ lĩnh các hội kín Nam Kỳ, một phong trào kháng Pháp mang màu sắc tôn giáo tại miền Nam Việt Nam ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Thời nhỏ, Phan Phát Xanh làm bồi cho Pháp, nhìn thấy cảnh thực dân Pháp áp bức dân mình, từ chỗ bất bình, lòng yêu nước dần dần lớn lên trong lòng Phan Xích Long. Ông quyết tâm rời bỏ quê nhà, đến vùng núi huyền thoại Thất Sơn thuộc tỉnh An Giang, tìm thầy học đạo để ra tay cứu nước. Tại đây, ngoài việc học phù phép, ông còn học cách chế tạo những quả bom đơn giản cỡ nhỏ. Ông đã tu tịnh để trở thành đạo sĩ trên núi Thất Sơn, trước khi quyết định xưng vương, giấy binh đánh đuổi thực dân Pháp. Trên ngọn núi Thất Sơn huyền bí, Phan Phát Xanh gặp hai thanh niên yêu nước khác cũng đi học đạo và tìm minh chủ để mưu cuộc đánh đuổi thực dân Pháp, đó là Nguyễn Hữu Chí và Nguyễn Hiệp. Để thu hút được đông đảo hội viên, kế tục phong trào yêu nước cần vương, Phan Phát Xanh tự cho mình là con vua Hàm Nghi, tự phong là Đông Cung, rồi tôn là Phan Xích Long Hoàng đế. Ban đầu, Phan Xích Long đặt kinh đô ở Cần Vọt là Cao Miên. Sau đó, ông quyên góp tiền từ những tín đồ, cất một ngôi chùa để làm nơi tụ họp, lập hội kín, chế tạo lựu đạn, in truyền đơn kêu mọi người chống thực dân Pháp cứu nước. Sau đó, ông chuyển kinh đô về nước, lập căn cứ ở vùng núi Thất Sơn. Nhiều nông dân nghèo, dân giang hồ tứ chiếng có tinh thần yêu nước đã về dưới trướng Phan Xích Long Hoàng đế trong một tổ chức gọi là hội kín. Hội kín của Phan Xích Long được tổ chức theo mô hình thiên địa hội do những Hoa Kiều phản Thanh phục Minh du nhập vào nước ta. Đây là phong trào yêu nước mang màu sắc tôn giáo, phát triển bí mật và mạnh mẽ ở đất phương Nam vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trên núi Thất Sơn, chủ tướng Phan Xích Long cùng những tín đồ chuẩn bị kế hoạch kéo binh về Sài Gòn đánh chiếm cơ quan đầu não của thực dân Pháp, giành độc lập cho nước Nam, thống nhất Giang Sơn. Kế hoạch khởi nghĩa liệu có diễn ra thành công hay không? Theo kế hoạch, chủ tướng Phan Xích Long sẽ dùng lực lượng lớn là những tín đồ, hội viên hội kín ở Chợ Lớn và tỉnh Long An, đánh chiếm những cơ quan đầu não của chính quyền thực dân ở Sài Gòn. Cùng lúc đó, các hội kín ở nhiều tỉnh thành khác cũng sẽ nổi dậy giành chính quyền. Thực hiện kế hoạch, đêm 23, rạng sáng ngày 24 tháng 3 năm 1913, Phan Xích Long cho những cận thần đặt 8 trái bom tự tạo hẹn giờ ở một số cơ quan chính quyền thực dân Pháp tại Sài Gòn và Chợ Lớn. Cùng lúc, một lực lượng tín đồ khác chia nhau đi giải truyền đơn và dán bản hịch khởi nghĩa trong các thành phố. Theo kế hoạch, Phan Xích Long sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn tuần hành trên đường phố Sài Gòn, kéo dài đến Chợ Lớn. Các hội viên hội kín sẽ ném bom và lựu đạn tự tạo vào những đồn binh Pháp để gây tiếng vang và mở đường cho cuộc biểu tình. Khi cuộc biểu tình lên đến đỉnh điểm, Hoàng đế Phan Xích Long sẽ xuất thế giải cứu nước Nam khỏi ách thực dân. Thế nhưng, chưa tới giờ gờ, khi bom chưa nổ, nhà cầm quyền Pháp đã thực hiện. Phát hiện được kế hoạch của Phan Xích Long nên tương quân đi tháo gỡ các bản hịch và lùng bắt quân khởi nghĩa. Lính Pháp bắt được nhiều tín đồ khi họ đang kéo quân vào Chợ Lớn với kiểu đồng phục, quần đen, áo trắng, khăn trắng quấn cổ, tay không cầm vũ khí. Chủ tướng Phan Xích Long và Phó tướng Nguyễn Hữu Chí được những tín đồ đưa đi chạy thoát. Nhưng sau đó, Phan Xích Long bị bắt ở Phan Thiết. Từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11 năm 1913,
Tòa án Sài Gòn mở phiên tòa tại hình xét xử những người khởi nghĩa bị bắt. Phiên tòa đã kết án 57 người, trong đó 6 người bị án chung thân khổ sai, gồm cả Phan Xích Long và Nguyễn Hiệp. Phan Xích Long cùng với các nghĩa sĩ bị giam cầm ở Khám Lớn Sài Gòn, là nhà tù lớn nhất ở Nam Kỳ khi ấy. Khám Lớn Sài Gòn được xây trên mảnh đất vốn là chợ cây da còm, giới hạn bởi 4 con đường. Nay là con đường Lý Tự Trọng, con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, con đường Lê Thánh Tôn và con đường Nguyễn Trung Trực. Năm 1953, chính quyền Bảo Đại xây Khám Chí Hòa thay thế và phá hủy Khám Lớn Sài Gòn. Khu vực ấy hiện nay là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nhà yêu nước và nhà cách mạng nổi tiếng đã từng bị giam giữ tại Khám Lớn Sài Gòn như là Nguyễn An Ninh, Phan Xích Long, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Lý Tự Trọng. Cuộc khởi nghĩa của Phan Xích Long tuy thất bại nhưng đã gây chấn động Sài Gòn và cả Nam Kỳ, làm rung động những trái tim yêu nước và giỏi giang Hồ Mã Thượng ở Sài Gòn. Dù Chủ tướng Phan Xích Long bị giam cầm trong ngục, nhưng bên ngoài các hội viên của ông vẫn bí mật hoạt động và chờ cơ hội ra tay cứu Chủ tướng. Phó tướng Nguyễn Hữu Chí và các cận thần của Phan Xích Long tiếp tục sự nghiệp cứu nước của Chủ tướng Phan Xích Long, tiếp tục thu hút tín đồ. Và sau diễn biến thất bại ở trên, lợi dụng việc Pháp suy yếu sau Thế chiến thứ nhất, quân khởi nghĩa đã thực hiện một cuộc giải cứu Chủ tướng vô cùng đẫm máu. Đừng bỏ lỡ diễn biến chi tiết về kế hoạch này ở phần sau của video. Cuộc giải cứu Phan Xích Long, một diễn biến đẫm máu. Năm 1916, thực dân Pháp bị bại trận trong Thế chiến thứ nhất. Đánh giá thời cơ đã đến, Nguyễn Hữu Chí và Ban Tham mưu lên kế hoạch tấn công Khám Lớn Sài Gòn để giải cứu Chủ tướng Phan Xích Long cùng với các nghĩa sĩ và đánh đuổi thực dân Pháp. Đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng 2 năm 1916, với khẩu hiệu Cứu Đại Ca, khoảng 300 hội viên từ nhiều tỉnh thành Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Long An, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, do Nguyễn Hữu Chí đứng đầu, bí mật đi thuyền trên sông, hội quân về Sài Gòn, đổ bộ lên bờ. Từ hàng chục chiếc thuyền buôn đang đậu trên sông cầu Ông Lãnh, họ dở khoang, vứt bỏ lá ngụy trang, nhảy lên bờ với áo đen, quần trắng, khăn trắng quấn cổ, cổ mang phù chú, tay cầm đủ thứ binh khí, chia làm 3 nhóm tiến về trung tâm thành phố để phá Khám Lớn Sài Gòn, chiếm dinh thống đốc Nam Kỳ, đánh kho đạn, phá nhà đèn. Nhóm thứ nhất đụng đầu lính Pháp, các nghĩa sĩ vừa tấn công vừa thét lớn, giết hết lũ Pháp đi. Hai nhóm còn lại xông vào khám. Với vũ khí chủ yếu là cơm giáo, mã tấu thô sơ, các nghĩa sĩ không thể đương đầu với súng đạn của bọn lính Pháp bảo vệ khám. Trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù, 19 nghĩa sĩ đã hy sinh ngay trong đêm phá khám. Trong đó có vị quân sư mưu lược Nguyễn Hữu Chí. Nhiều nghĩa sĩ bị bắt. Bất kỳ ai mặc quần đen, áo trắng buổi sáng ấy đang luẩn khuất ở quanh khu vực quanh Khám Lớn Sài Gòn đều bị bắt. Lúc bấy giờ, ngoài lực lượng đi tấn công, còn có lực lượng khác ở xung quanh Sài Gòn chờ phối hợp. Nhưng vì không thấy có hiệu lệnh như đã định nên rút lui và nhờ vậy họ không bị bắt. Cuộc phá ngục giải thoát Phan Xích Long bất thành nhưng đã gây ra chấn động dư luận trong và ngoài nước. Thực dân Pháp vừa truy lùng lực lượng khởi nghĩa, vừa đưa ra tòa kết tội những người bị bắt. Phiên tòa đại hình Sài Gòn ngay sau đó đã kết án Phan Xích Long cùng 37 nghĩa sĩ của ông bản án tử hình, đưa ra hành quyết ngay sau đó để thụ y những người chống đối vào ngày 22 tháng 2 năm 1916. Tất cả đều được chôn tại nghĩa địa đất Thánh Trà ở giữa đường Võ Thị Sáu và chợ Tân Định hiện nay. Khi ấy, Hoàng đế Phan Xích Long mới 23 tuổi. Như vậy, trong sự kiện hào hùng và bi thương này, có 57 nghĩa sĩ đã hy sinh. Tất cả đều được chôn tại nghĩa địa đất Thánh Trà ở giữa đường Võ Thị Sáu và chợ Tân Định hiện nay. Riêng vị thủ lĩnh trẻ tuổi Phan Xích Long ngã xuống trên pháp trường của quân thù khi ông mới 23 tuổi, để lại niềm thương tiếc lẫn nể phục với con người mang lòng yêu nước. Tên tuổi Phan Xích Long cũng đã trở thành tên chung cho những hội viên hội kín yêu nước đã bỏ mình vì đại nghĩa. Cuộc khởi nghĩa này được các sử gia gọi là quái kịch Phan Xích Long ở Nam Kỳ. Để tưởng nhớ nghĩa khí của họ, từ lâu tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác đặt tên con đường mang tên Phan Xích Long. Dù thất bại, cuộc khởi nghĩa của Phan Xích Long đã gây ra tiếng vang lớn.
trong tác phẩm Miền Nam đầu thế kỷ 20, Thiên Địa Hội và Cuộc Minh Tân, nhà văn Sơn Nam có viết: "Thực dân không ngờ Thiên Địa Hội vốn là những nhóm lẻ tẻ ở địa phương lại được chỉ huy khá thống nhất và cuộc khởi nghĩa khá đồng loạt như để hỗ trợ cho nhau. Những người tham dự khởi nghĩa đều có tinh thần chiến đấu rất cao. Họ tin vào bùa phép, tin rằng sắp đổi đời, tận thế, động đất, núi lở thành sông, bệnh dịch xảy ra, người chết không còn ai chôn, ai đeo bùa thì sống." Nhắc về Phan Xích Long, còn có câu chuyện về ngôi chùa được hội kín của ông xây dựng. Với nguồn kinh phí khá dồi dào, hội kín đã có điều kiện rất thuận lợi, đẩy mạnh các hoạt động như là xây chùa, rèn đúc vũ khí, tích trữ lương thực, may trang phục để hội viên mặc khi nổi dậy. Trong khi đó, đáng chú ý nhất là việc hội kín dựng một ngôi chùa ở tỉnh Cần Vọt, nay thuộc Campuchia, Campuchia. Ngày 1 tháng 10 năm 1912, Nguyễn Hữu Chí đứng tên xin phép xây chùa ở Cần Vọt. Ít lâu sau, Phan Xích Long cũng có mặt tại đây để cùng lo việc xây cất. Chùa được xây trên sườn núi Voi, cách tỉnh lỵ Cần Vọt 8 km. Phan Xích Long cũng xin một mảnh đất gần chùa, nhưng công sứ Pháp ở Cần Vọt không cho. Ngôi chùa của hội kín Phan Xích Long thờ rồng Nam Bất Tử, tức là thần Nam Long, và có hai bảng thi: đền Bảo Quốc và đền được đế quyền phù hộ. Chùa được xây dựng bằng ván nhẹ, sơ sài với số tiền là 1.000 đồng. Hai Chí và Phan Xích Long xây chùa nhằm mục đích gì? Phải chăng là để phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng tâm linh? Hoàn toàn không phải như vậy. Việc dựng chùa ở đây trên thực tế là nhằm tạo ra một chỗ đứng chân lâu dài cho hoạt động cứu nước của hội kín. Đồng thời, đây còn là cái cớ để người trong hội đi quyên tiền. Viên trưởng lý Michel đã nói về ngôi chùa này trong bản trạng cáo sử vụ nổi dậy năm 1913 như sau: "Ngôi chùa này là một cái cớ để quyên góp cho quỹ mưu phản. Đó cũng là nơi chờ đợi hay ẩn náu, là nơi tổ chức lễ tuyên thệ trung thành." Colette cho biết thêm, chùa được xây ở một nơi gần như không thể đến được, phải leo dốc 60 độ. Nó không giống như một ngôi chùa, nó chứa lương thực thực phẩm nhiều một cách khác thường. Nhiều quần áo trắng giống như áo nông dân mặc khi họ tụ tập về chợ lớn để chờ hiệu lệnh làm loạn. Ông đưa ra nhận định mang giọng điệu thực dân: "Chùa này không khác gì hơn một nơi bí mật để hội họp cùng với các hội phản nghịch, chống chính quyền thực dân. Ở đó, Phan Phát Xanh mặc áo vàng để làm vua đầu tiên của triều mình." Có thể nói, ngôi chùa của Phan Xích Long trên núi Voi, tỉnh Cần Vọt, mang chức năng thế tục nhiều hơn tôn giáo. Đây thực sự là cơ quan đầu não của hội kín với nhiều chức năng như hội họp, tổ chức lễ tuyên thệ cho thành viên, hội viên. Đây cũng là nơi các nghĩa sĩ ẩn mình đợi thời cơ hoặc tránh sự truy bắt của chính quyền thực dân. Ngoài ra, như đã nói ở trên, chùa chính là lý do chính đáng để hội quyên tiền của dân chúng khắp nơi. Tài liệu của Colette cho biết, Hai Chí, người chủ trì việc này, đã thu được hơn 20.000 đồng quyên góp cho việc dựng chùa. Sau đó, ông tiếp tục cho người đi quyên góp để trang bị cho chùa những thứ quý giá. Ông thu được khoảng 10.000 đồng nữa, nhưng không mua đồ trang quý giá, như đã tuyên bố. Thông tin này chứng tỏ phần lớn số tiền thu được không dùng vào mục đích tôn giáo. Vậy thì nó dùng vào việc gì? Chúng tôi cho rằng với khoản tiền quyên góp được, hội dùng cho việc trang trải, việc đi lại, mua sắm lương thực, vũ khí, quần áo. Số lương thực thực phẩm nhiều một cách khác thường và số quần áo trữ trong chùa, số vũ khí dùng cho cuộc nổi dậy năm 1913 là những minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó. Thưa quý vị, trong hai năm 1913 và 1916, hội kín Phan Xích Long đã thực hiện hai cuộc nổi dậy ngay tại Sài Gòn, Chợ Lớn. Đây là những hoạt động yêu nước có tiếng vang nhất ở Nam Kỳ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, cả hai cuộc nổi dậy đều không thành công. Mặc dù thất bại trong hoạt động chống Pháp, nhưng hội kín Phan Xích Long đã có đóng góp không nhỏ cho phong trào yêu nước. Hội kín đã phát động các cuộc nổi dậy giữa lúc thực dân Pháp đang còn rất mạnh. Trước sự đàn áp của kẻ địch, những người cầm đầu cũng như các hội viên đều thể hiện tinh thần bất khuất, không sợ hy sinh. Tinh thần đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với quần chúng nhân dân trên bước đường đấu tranh chống thực dân Pháp, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.